nếu mình để cái tình trạng như vậy là sau này là càng càng tiếp diễn sang. Dạ thầy, dạ cô. Ừ, thầy em xuống rồi. Cô nhắn lên, biết gì mày phục bức á. Xin lỗi cô. Ngồi xuống đi em. Dạ. Nhận được lời đề xuất của giáo viên chủ nhiệm, hôm nay cô gọi cả em lên đây để mà trao đổi cái việc đánh giá trước. Trước tiên, cả em trình bản kiểm điểm lên đây cho cô. Cho cô. Thì lúc ba tròn đi thật nặng qua cho tôi, giáo viên chủ nhiệm có nhất định không? Nhất định. Thầy Dũng và cô Mai mà là giáo viên chủ nhiệm thì tôi còn đề xuất nhỏ. Đó là chúng ta cùng nên cho cả em một cơ hội. Thì tôi đề nghị là sau đó chúng ta họp lại và giảm nhẹ cái hình thức kỷ luật cho hai em này. Thì nhận được sự đề xuất của thầy giám thị và thầy nhận giáo viên chủ nhiệm, thì trực tiếp cô sẽ gọi là tạo điều kiện và tiếp tục theo dõi các em trong thời gian sắp tới. Thì cô mong muốn rằng là các bạn gặp những cái tình cảm của nhau. Dạ vậy thì quá tốt rồi. Cảm ơn thầy Dũng và cô Hương đã tạo điều kiện cho mẹ em. Mẹ em cố gắng nghe. Dạ.